cái nhà của thầy chữa bệnh Yona. Đây là cái nhà của thầy chữa bệnh Yona. Chúng ta sẽ vô nhà thầy và mọi người cùng xem nha. Mọi người nhớ chia sẻ giùm nha. Đây là kênh giải trí cùng Thiếu Hiền có địa chỉ hết á. Thì người nào mà đây là thầy. Ông già này là chữ xin chào mọi người. Đây là kênh nhé. Chào cả nhà, xin được chào đón cả nhà đang đến kênh YouTube giải trí của Hiếu Hiền. Thì hôm nay Hiếu Hiền muốn nói cho cả nhà biết ở vấn đề là có một cái căn bệnh là rất là khó chữa, đó là thần kinh zona. Thần kinh zona thì là có nhiều người coi như là đi vô bệnh viện tốn tiền thuốc men này nọ nhưng mà nó vẫn tái đi tái lại. Nhưng mà hôm nay là tình cờ, đúng là phải nói là dùng từ phải nói là nó có một cái chữ duyên, cho nên là Hiếu Hiền đến với dùng đến Đức Trọng này. Đến đây thì may mắn được gặp chú là chủ nhà, ba của đứa em tên Phong. Chú là năm nay là đã 69 tuổi rồi, mà chú thì chỉ coi như ăn chay trường, và ở đằng sau nhà có nguyên một cái vườn cây thuốc, và chủ yếu là để chữa trị cho những người bệnh, và đặc biệt là không lấy một đồng bạc nào hết, chủ yếu là làm phước thôi. Và hôm nay được biết là chú chữa trị cái bệnh mà thần kinh zona rất là hay, nên là xin phép chú cho con hỏi đầu điều cho cái kênh của con. Chú tên hiện của chú là gì chú? Chú là Thắng. Dạ chú Thắng. Dạ. Thì chú ăn chay trường hay là nhiêu năm rồi? Hai năm đó. Mới ăn được hai năm. Thì chú là một người chữa trị được cái bệnh sức thần kinh zona đó thì bằng là cái cây thuốc nam của mình coi đúng không chú, hay là mình có sử dụng gì thêm cái nguyên liệu nọ? Cái này là nếu cháu hỏi thì chú cũng trình bày là chú là dùng cái lá thiên nhiên ngoài trời. Dạ. Cây cỏ thôi. Dạ. Bốn loại. Dạ. Bốn cái loại đó mình pha trộn với nhau thì theo cái công thức thì mình sẽ trị được cái bệnh thần kinh zona dứt điểm luôn đó. Dứt điểm mà. Đó mới chính là. Nhưng mà với điều kiện là nếu có về khoa học. Dạ. Thì cái này nó là gọi là phản đối khoa học. Dạ. Là ở cái chỗ vậy. Thì cái bệnh mà zona mà dùng cái lá này. Dạ. Thì buộc phải nha. Dạ. Để lấy cái nước miếng của mình nó là một vị. À. Là thêm một cái vị nữa. Tức là bốn vị ngoài và dạ. một vị nước miếng nữa thì nó sẽ ra là năm vị. Dạ. Chú từ đâu mà chú biết được cái bài thuốc đó, hay là có chú học lại của anh không? Có chú học lại. Dạ. Cái này là hồng thủy là ông ở nhà bị. Dạ. Thì người ta có bà bác đó là bà biết làm cái này. Dạ. Bắt đầu mới nhờ bà ra giúp cho ông ở nhà. Dạ. Thì rồi bà là cũng là lớn tuổi rồi, mới này nỉ bà là bà chỉ cho. Dạ. Nhưng mà quá trình là cả năm bà mới chịu chỉ, là vì bà sợ mình làm lấy tiền. À dạ dạ dạ. Là thất đức cho dạ. Nên bà mới chỉ. Rồi sau rồi bà thấy chú cũng là người đạo đức hiền lành. Dạ. Chỉ. Dạ. Thì bà chỉ cho chú là chú làm từ 2 tháng 2 đến giờ. Dạ. Thì nói chung là bà con ai biết thì tới chú sẵn sàng giúp, như là lá thiên nhiên ngoài trời. Dạ. Rồi chú cũng có dạ. Tâm. Cho nên là cứ ai tin tưởng thì đến chú cầu nguyện, chú xin lá rồi chú nhà chú thổi bao nhiêu đó là lạnh. Dạ. À thì chú có thể chữa được những cái bệnh nào mà chú đã học là bệnh gì chú? Ví dụ ngoài cái thần kinh zona rồi còn cái gì nữa không? Chú chỉ có thần zona, còn mấy cái kia là bình thường chú chữa ở trong gia đình thôi. Dạ, dạ. Ví dụ như là tật tẹo đồ này kia khác nọ, chú dùng lá ngũ trảo với trứng gà giả bó rồi vậy. Dạ, dạ. Chứ còn nói chung là cái căn bản nhất là cái bệnh zona thì ai bị tới cái. Dạ. Thì cái được biết là cái bệnh thần kinh zona thì nếu mà chữa mà không đúng cách thì nó sẽ bị tái đi tái lại hoài. Ừ. Nó làm cho cái hư hại thần kinh luôn. Nó nếu mà chữa Tây y với lại Đông y á. Dạ. Thì nói chung là nó vẫn bớt. Dạ. Nó cũng hiệu quả nhưng mà nó kéo dài chút. Dạ. Nhưng mà khi bớt rồi thì ngược lại cái cốt nó nhiễm trong cái thần kinh. Dạ dạ. Nó làm nó khoa học, nó gọi là virus mà. Dạ. Nên nó rất khó chịu. Dạ. Còn nếu mà mình đưa cái lá này vô tức là nó hực nóng, khi mà đổ vô mà nó hực nóng tức là nó rút cái độc ra. À
Do đó mà cho nên là qua quá trình, ví dụ giờ phun rồi đó là nó cũng nhức chứ không phải là nó mất hẳn đâu. Nói chung là nó, nhưng mà khoảng từ cỡ nửa tháng đến một tháng sau là tự động nó bớt hồi nào đó. Dạ, coi như là dứt điểm luôn. Là dứt, mà thì thường thường là hầu giờ chú làm là từ 2/2 bây giờ nếu ai đã bớt rồi không thấy trở lại. Dạ. Thành ra chú thấy nó cũng là y như là cũng không có ai bị tái phát. Dạ. À... một cái thứ hai nữa chú thấy là nó không có lây truyền. Dạ. Cái máu của người nào, cơ thể người nào bị, người đó bị chứ theo khoa học sao thì tôi không biết. Dạ. Nhưng mà nếu dân gian chú làm thì chú không thấy nó lây truyền. Dạ. Thì ở đây chú Thắng có thể cho con biết là cái địa chỉ của mình ở đây là như thế nào, để sẵn đây mình cũng nói ra luôn cho bà con ở khắp nơi khi theo dõi cái kênh giải trí cùng Hiếu Huyền đó, thì sẽ biết được cái địa chỉ nào, ai mà cần thì sẽ đến đây nhờ chú giúp. Con cũng muốn là phước chủ mai thầy mang lại cái niềm vui đến cho mọi người, khi mà có những ai mà đang mắc bệnh cái căn bệnh thần kinh zona thì cứ việc đến đây để gặp chú Thắng. Bây giờ chú Thắng sẽ đọc cái địa chỉ nhà của mình ở tại đây để cho bà con còn nghe ha. Chú là ở tổ 13, chú Thắng ở tổ 13, thôn Mộc La, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Dạ. Thì chú cũng đã đọc rồi, thì cả nhà theo dõi thì nếu mà mình nghe không kịp thì Hiếu Huyền sẽ chụp lại một cái địa chỉ, sau đó Hiếu Huyền đăng lên cho cả nhà cùng xem trên kênh giải trí cùng Hiếu Huyền hoặc là cái trang fanpage Hiếu Huyền để cho cả nhà cùng biết. Sau đó thì chúng ta có thể giới thiệu cho tất cả mọi người, nếu như ai có căn bệnh đó thì cần đến chú chữa trị thì sẽ tìm đến chú sẽ chữa trị tận tình. Sau đó thật ra thì mình nhìn thấy ngôi nhà của chú thì nói chung là rất là giản dị, và có một điều nữa là ở sau chú dành cả một cái tâm huyết của mình cho cái khu vườn ở sau, là cái cây thuốc rất là nhiều ở phía sau, chú trồng nhiều lắm. Mình đi với chú Thắng ra sau coi cái vườn thuốc của chú nha. Đây con, đi ra băng giác cho con. Mình đâu có biết đâu mà mình dẫn đường thấy ghê không? Xém xíu đi vô phòng ngủ luôn. Này nó có máy giò tay của chồng để dạ. Mình bán mà nó hiếm quá mình đi lấy thôi. Dạ. Cây cỏ tự nhiên nó không có thuốc ha. Nhà chú không có giàu đâu mọi người, chú chỉ chữa là miễn phí thôi chứ chú không có giàu có đâu, không lấy một đồng nào hết trơn. Không, mấy đứa con từ từ đi vô, dắt cái xe đưa đây, đưa đây. Ra thì bạn ấy đang căng lắm. Không sao đâu, nó thì dạ. Nhưng mà nó thấy đông quá lạ đó. Ở nhà thấy chú thấy sống thì ngoài ra thì chú làm thêm kinh tế nữa là mình nuôi bò để lấy sữa. Mà có những cái ở đây á, là cả nhà có biết không, những người mà trồng dâu mà gọi là cái kinh tế cao á thì người ta tưới cái dâu bằng sữa bò. Cái đó là có thật nha cả nhà. Đây là những loại cây rất là thiên nhiên. Cây cỏ bình thường. Cây cỏ bình thường thôi. Nhưng mà lại giúp cho chú chữa bệnh cho rất là nhiều người. Đó. Không sao. Nó là cái này là mọi người ơi, mọi người nhớ chia sẻ giùm nha. Dạ. Mọi người nhớ chia sẻ giùm cho chú nha. Chú không có giàu có đâu. Tốt về mà chú không có lấy một đồng xu nào khi chữa bệnh dạ, hết á. Còn nếu mà thuộc về âm á, thì nó lại không tột bạch. Dạ dạ. Ví dụ đúng là cho ra buổi sáng hái cái lá buổi sáng nó 10 được 10. Dạ. Thì cái buổi chiều nó còn 5-6. À cái lượng thuốc nó giảm đi. Dạ. Chú chia sẻ là có những loại cây thuốc á mình phải biết được cái công dụng của nó, và biết được cái hàm lượng của thuốc á nó sẽ nằm ở khung giờ nào mình thu hoạch á, nó sẽ đạt được cái năng suất thuốc cao nhất. Và nếu như thí dụ như chú nói là nếu như một cái cây thuốc mà có cái hàm lượng của nó sẽ cao nhất vào buổi sáng thì mình thu hoạch nó sẽ tốt. Còn khi mà bắt đầu về chiều mà qua khỏi tầm 1-2 giờ mà về chiều thì mình thu hoạch đó thì cái lượng thuốc nó sẽ giảm xuống chắc còn chừng khoảng 6-7 phần thôi. Là cây nào đâu anh Hiền? Không tùy à, cây nào cũng vậy á, cây nào nó có một cái loại. Nói chung là hái một lần là các loại, 4 loại nhập vô một. Dạ, là mấy cái lá này á hả chú? Đó, cây cỏ chứ có gì đâu.
Dạ, nó là cỏ này nếu mà dân gian gọi là cây cỏ hôi, cây cỏ cái này là ở đây thì không biết là có nhiều vùng. À cây này là... người ta có người kêu là cây mạc đỉnh chi. Chúng dạ. Thì không cần thêm. Dạ. Còn cái này là người ta là dân gian ở đây người ta gọi là cây cộng sản. Dạ. Dạ. Trời ơi ớt cũng nhiều quá trời chú. Đó là một bụi đó con. Dạ. Cháu nào có ăn ăn ớt thì thôi. Dạ. Tự do. Chú đâu có ăn để cho vui vậy thôi. À, cả nhà cũng thấy là chú Thắng có cái gương mặt với là cái nụ cười rất là thân thiện và phúc hậu. Mà nghe chú chữa trị cho nhiều người mà chú không lấy đồng nào hết, là cái đó là cái xuất phát từ cái tâm của con người mà ra. Cảm ơn chú Thắng rất nhiều. Con xin được đại diện gia đình rất là cảm ơn cái duyên khi đến đây với gia đình của chú Thắng, được gặp em Phong, mà nhờ Lân mới biết thêm Phong rồi và biết thêm chú. Và hôm nay là còn thêm một cái duyên nữa, đó chính là đem cái niềm vui trị bệnh cái thần kinh zona đến cho mọi người nữa. Mà trị dứt điểm thì cảm ơn chú nhiều. Dạ. Thì thôi nói cho chú nói với gia đình của chú Hiền thế này nè. Dạ. Cái phương thuốc chú làm tức là giúp người. Dạ. Đó. Nếu mà ai mà bị khó khăn, dạ, thí dụ chẳng hạn như nằm viện, nhưng mà tuyệt đối thí dụ như khi mà đã làm cho liền cái da rồi thì không còn làm được. Nói vậy hiểu hiền dạ, biết dạ, dạ. Là thí dụ như cái lúc mà nó càng tươi thì làm lại càng nhanh ra. Dạ. Càng nhanh thấm thuốc. Dạ. Mà khi mà nó mà đặt cái mặt mà bà cái bệnh mặt đó, mà cháu mà nó đã khô khô lại rồi á thì sẽ không nó liền đâu là chú không làm được, không trị được nữa. Thấy. Cái đó là vô phương, thì đó là mới con khi mà mới đó. Bị á, con hay bị chút thôi chứ không có gì vậy đó, nhưng mà nói vậy chứ ra con làm một lần là nó tiệt luôn. Dạ. Dạ. Bị lại luôn, con bị hoài luôn á, lâu lâu con bị đó. Cái đó người ta gọi là dầu nước. Dạ, dạ đúng rồi, nó bọc nước giờ nước còn. Dạ. Nó thí dụ giờ giác khăn. Dạ. Rồi giờ leo. Dạ. Rồi giờ vuông. Dạ. Nhưng mà nó độc nhất là cái giờ giác khăn, chứ mình biết không, ông bà xưa mình ví nó là tại sao gọi là giác khăn, tức là dân gian á, cái khăn mà ví như cái khăn mà cháu giác tròn là chết. À. Cái đó là vô phương, không còn ai cứu được. Dạ. À, cho nên ông bà xưa mình mới đặt gọi là giác khăn, còn bây. Dạ. Giờ khoa học nó nhiễm, nó virus nó làm cho nó suy cái thần kinh mình đau nhất, gọi là zona thần kinh, chỉ có. Dạ, vậy thôi. Dạ. Theo chú là nông dân là chú hiểu vậy thôi. Dạ. Thôi xin được cảm ơn gia đình chú Thắng đã tiếp đón gia đình Hiếu Hiền rất là nhiệt tình. Cả nguyên cây bơ coi như là tàn sát hết bên cây bên kia, giờ qua tới cây bên này nữa. Thì bây giờ thì ra chú còn kêu Hiếu Hiền ra coi dắt sữa bò nữa mới vui.